Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Ừ. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi cắt tôi à, mày đi cắt tôi. Trời ơi, chết rồi. Tao cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. À, năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai vậy. Mời bạn trai giới thiệu. À, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh. À, 29 tuổi, em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về gì? Dạ giáo viên dạy về thể dục. Dạy ở quận nào? Dạ em dạy ở Gò Vấp. Ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe. Trời ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. À, ngoại hình thì không thành vấn đề, quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. À, đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ à, nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không? Không trời ơi, gái chắc ít con này lắm, không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rung quá chị ơi. Hít thở, hít thở, đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ấm đôi bờ đường đê, em chiêng nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh, em qua mấy sông như mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chưa? Hết rồi. Bài ta vui quá, hát sao nó buồn hiu rồi trời. À, em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Ừ. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi cắt tôi à, mình đi cắt tôi. Trời ơi chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì cái vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ à. Dạ có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta? Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa tôi chưa. Dạ không. Thích ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy. Kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lôi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú có mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Dạ, gì mà dữ vậy? Trời chứ nào, không đến nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn vấn đề tiền bạc. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. À, gì vậy? Tôi có than vãn. À, hàng tháng thì nhiều khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em cũng sợ. Mượn gì phải than vãn? Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời đen hơn Huyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hớt lạ, ta quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Thật ra tiệm em kêu hớt cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha, tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi thích mấy người đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm bên văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào quý diễn giả. Em tên Học là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi vai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được. Cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi.
trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu, cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ thầy về thể dục mà, thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Ừ. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình rồi chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp, em có quyền nói trước. Dạ, hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không? Ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ, em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ, nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ hai tới thứ sáu, đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi, còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa, với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần, coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay sao? Năm nay có đám cưới gì không? Ừ. Dạ, năm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bằng nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi, em coi em biết. Ủa, em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bằng nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái ảnh đó. Bạn này đã biết rồi, tuổi tỵ. Dạ, hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. 87, rắn hợp mà. Dạ, em đâu nói không hợp đâu. Ừ, mèo với rắn vườn qua vườn lại, vườn qua vườn lại gì nè, được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy. Đâu có, chưa chắc à nha. Chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cong cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện ơi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Đã như cho em xếp được tướng bóng để thể hiện là em là không em thật sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi xong, mất bóng. Rồi. Đó. Sao chu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Để đỡ cho em được không? Thấy sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Anh tên Đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? Anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm được chưa? Vậy đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi, người đen thùi lùi. Giống như bạc đen với phấn trắng vậy ha. Không mà gì mà hợp đấy. Không bạn gái một cái đi. Sao không sao? Không đồng ý không quý vị?
Nào, xin chị gái, xin chị gái trước. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao? Dạ, nó lần lần sao? Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Vân Anh ạ. Quê ở Đắk Lắk, hiện tại em 25 tuổi. Làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang kinh doanh riêng. Em có một cái thương hiệu nhỏ tên là Our Hometown. Tức là làm các sản phẩm về chăn ga gối nệm ạ. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào Quỳnh Linh. Xin chào chị Cát Tường. Em tên Đỗ Chiến Thắng, 28 tuổi. Em quê gốc ở Nam Định. Sinh ra và lớn lên tại Bạc Liêu. Hiện đang công tác tại Bình Dương. Em là Design Marketing của công ty MECS. Bạn nói một chút gì về những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm thì rất là vui vẻ, chịu khó, có sức chịu đựng cũng tốt. Sức chịu đựng tốt là được rồi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Một vài cái cụ thể đi. Làm biến dọn nhà. Làm biến giặt đồ. Làm biến ăn không? Dạ, ăn thì ăn nhiều lắm. Nói chung là hơi làm biến một số điều á. Dạ. Gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là tự lập. Nên là nếu mà có vứt em ra đường thì em vẫn sống được tốt ha. Nha. Rồi, tốt không, quá. Em biết nấu ăn, với là mọi người hay nói em là hiền. Khuyết điểm của em giống như bạn Nam bên kia là hơi lười. Lười gì? Hơi lười giận dèm. Được. Hai bạn này vợ chung là nhà sạch lắm đó nha. Rồi trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình. Mối tình lâu nhất thì được 3 năm. Bạn trai thì sao? Có mấy mối tình rồi? Mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 4 năm. Dạ. Dài quá mà sao chia hai tay vậy em? Hai mối tình quá dài luôn vậy? Chắc là tại vì cả hai có cái tôi riêng nhiều quá. Cả hai không ai nhường nhịn ai. Em muốn hỏi gì ảnh không? Cứ thầm mạnh nhàng hỏi ảnh đi. Nếu dạ. Mà anh với bạn gái anh giận nhau á, anh thường làm lành ngay lúc đó hay là đợi 2-3 ngày sau, im lặng 2-3 ngày sau? Anh sẽ để cho người yêu mình nguôi ngoai. Không phải 2-3 ngày sau nữa, mà qua ngày hôm sau luôn. Anh sẽ làm lành trước, cho dù mình lỗi hay là người yêu mình lỗi. Tại vì cái tính em á là khi mà giận nhau có chuyện gì á là phải giải quyết ngay tại đấy, không là em ức chế là em sẽ gào, em nhắn tin một tràng dài thì là dài. Trời ơi chị hai ơi, lúc đó là làm liền nó nóng hay không? Để ngày sau là tốt rồi. Thấy không? Khó quá. Em rồi. Muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em gái? Anh đó phải lớn hơn em, với là biết nhiều thứ hơn em anh. Tức là em không biết về vấn đề đó, em hỏi tới ảnh thì ảnh biết trả lời cho em. Không biết gõ Google thì dễ mà có gì đâu. Còn gì khó khó hơn nữa không? Em thích bạn nam mà thích màu trắng anh. Trời ơi, bên đây trắng tư. Còn bạn trai, mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái thấu hiểu mình và vóc dáng thì trên 1m55. Bên kia cao hơn đó. Quan trọng là hiền và biết tinh tế trong cái việc đối nhân xử thế. Bạn trai cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m74 ạ. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái ghen quá lố, hung dữ. Hung dữ hả? Hung dữ không? Và cái thứ ba nữa là không biết cách cư xử với người lớn. Cái này em tự tin. Chậm chạp không thể giữ được rồi ha. Bạn gái nói rồi. Bên này tự tin lắm. Rồi để chị qua chị coi mặt coi anh này sao. Dạ chào chị. Chào em, cũng cao ráo ha. Rồi, rồi mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho em? Em cũng đã chuẩn bị một số tiền. Thì bây giờ em cũng đã có nhà ở Bình Dương. Công việc em cũng ổn định. Thì em nghĩ là tới lúc em đã nên kiếm một hướng đi ăn về cho thế. Bao lâu nữa thì được? Dạ chắc khoảng 1-2 năm nữa. 1-2 năm. Mình sẽ lập nghiệp ở Bình Dương luôn ha em? Dạ đúng rồi chị. Thế có nhà Bình Dương mà. Đúng rồi. Có cái tật xấu gì nữa không? Dạ em có tật xấu là hay hứng lên cái là xách ba lô lên và đi. Đi đâu? Đi phượt, đi chơi, đi một mình, đi xa lắm. Xa đi, là đi tới đâu mà đi xa lắm? Đi Sapa, Lạng Sơn, tìm. Dạ một mình Phú Yên. Một mình? Dạ. Bây giờ đi hai mình được không? Dạ cái đó em mới lên chương trình em kiếm người đi chung du lịch chung cùng hai mình nó vui với mơi tâm sự trò chuyện đó, chuẩn bị đi hai mình. Đi hai mình nha, để hỏi bên đây có thích du lịch không em? Dạ thích chị, em cũng hay hứng lên là bỏ hết công việc để đi vậy hả? Qua coi đàn gái coi xong. Trời ơi dễ thương quá. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đàn trai cũng dễ thương lắm nha, đàn trai cao ráo đẹp trai như là Hàn Quốc vậy đó. Dạ. Em gái cũng dễ thương nữa. Mà hai người chậm quá, nói chuyện chậm chậm này cãi nhau chắc tới sáng luôn mới ra chuyện quá. Anh hỏi em, em ghét gì nhất của cái tính của người đàn ông? Lăng nhăng ạ. Lăng nhăng. Anh bên đây chắc
anh nghĩ không có lăng nhăng rồi. Với là hơi gia trưởng, hay em thích người gia trưởng. Tính hai người bây giờ thấy hợp nhau lắm á. Thôi, đàn trai cũng đẹp trai, đàn gái cũng đẹp trai. Vậy là được rồi đó. Bữa nay là cặp đôi này là trai tài gái sắc luôn đó. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ, em đi với ba người bạn của em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Cô nào cũng xinh vậy. Toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay, Vân Anh là một người khá là nhút nhát, nhưng mà trong công việc và trong cuộc sống thì Vân Anh cũng rất là độc lập. Anh thì công việc cũng khá là ổn định, cũng có nhà rồi. Và đặc biệt một cái là anh rất là thích đi du lịch. Vân Anh thì cũng đặc biệt thích du lịch, thì em thấy cái này cũng là khá là phù hợp với nhau. Thì em nghĩ là Vân Anh có thể cân nhắc trong cái mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn với em anh. Đàn trai rồi. Đi với ai? Dạ, em đi với hai chị họ với bạn thân của em. Xin chào anh Linh, xin chào chị Tường, chào các bạn. Mình là chị họ của Thắng. Ở nhà thì Thắng rất là dễ thương, kính trên nhường dưới, rất là tự lập. Còn về mối quan hệ tình cảm tùy duyên. Và chị cảm thấy ở bên đây bạn gái rất là xinh đẹp Thắng à. Chị hy vọng là hai bạn sẽ có cuộc gặp gỡ vui vẻ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Nào, không gian này là của các bạn nha, các bạn có 2 phút. Mời bạn. Cái này là bộ gối mà em làm. Đây, em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, gì mà dạ. Rồi, mình nói chuyện nhau đi nha. Em đẹp quá. Dạ, cảm ơn anh. Em ở quận 7 hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này á, bạn trai hát tặng bạn gái cái đi. Dạ. Ok. Gặp cú sét rồi, khớp rồi. Em sẽ hát bài Người Là Ơi. Tiến gần cô gái hát. Thôi. Đúng rồi. Đâu có sao đâu. Tiến gần lại, đó. Nhìn thẳng cô gái nha, kệ nó. Người là ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn niềm vui để lần yêu đôi này là lần cuối thôi. Hay quá. Hay quá. Cảm nhận như thế nào em gái? Người lạ ơi, tới dọn nhà giùm tôi gì đó. Em thực ra em thích người mà hơi kiên trì một chút xíu á. Tại vì tính em mà không phải là nhìn một cái là yêu luôn, mà sẽ là người ta kiên trì với mình, xong rồi mình sẽ ghi nhớ những cái điều đó của họ, để rồi mà sau này mình nghĩ lại cái vấn đề đó để mà mình thích. Thì em không biết là anh có phải là người mà giỏi chịu đựng với là kiên trì không á? Bề chịu mưa dầm thấm đất á. Dạ, anh thì anh không quan trọng vấn đề đó lắm. Vì sao, nếu mà đã là yêu nhau thì tin tưởng nhau thôi. Có đáp lại tình yêu của mình một cách mà khéo léo hay không, đó là do cả hai đều phải thay đổi vì nhau thôi. Bình thường á, anh hay biết trong ví mình có bao nhiêu tiền không? Thật sự là anh biết khoảng bao nhiêu tiền thôi. Còn nếu mà nói là anh biết tháng này anh để dành được bao nhiêu tiền không, thì anh không biết trong ví mình bao nhiêu tiền. Em định hỏi vậy tại vì em cũng là người mà không có chi tiêu chặt, hay em thoáng trong việc tiền bạc, là tiền trong ví em có bao nhiêu em không biết, nên là em muốn hỏi cái đó, là em sợ là mình gặp người mà kỹ quá thì mình sẽ bị la về cái vấn đề mà em chi tiêu thoáng á. Thời gian hẹn hò thế nào chàng trai? Thời gian làm việc hay là thời gian hẹn hò nó có bị trùng nhau hay là có gây khó khăn gì? Em thì lúc nào cũng được hết trơn, tại em chủ động được thời gian của mình á. Bạn cứ tới mua căn ra có niệm là gặp bạn ấy thôi, không cần phải hẹn gì hết. Đúng rồi, nếu mà ra chương trình này anh biết em rồi, đảm bảo là giường của anh sẽ rất là đẹp. Chưa chăm sóc giường mà bây giờ. Em thích đi du lịch đúng không? Anh đi du lịch cũng nhiều lắm, em đi du lịch được nhiều những đâu rồi. Dạ, trong nước em đi Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết này. Em rất là thích đi Sapa nhưng mà chưa có dịp để đi ra đấy. Ok, anh đã đi ra đó một lần rồi. Hy vọng anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho em. Bạn tặng món quà nào đó, kỷ niệm nơi nào mà du lịch đáng nhớ nhất cho cô gái ấy. Dạ, em có một cái món quà. Dạ, đây là món quà mà em đi du lịch rất là nhiều nơi để em gom góp lại trong cái hộp đó. Em mở ra được không? Được. Cái hộp đó là bằng gỗ quế. Và anh đã thiết kế trên đỉnh núi Phan Xi Păng của Sapa. Hai người
trong đó là ở Hà Nội, và một cái thẻ may mắn anh xin ở chùa Bái Đính. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh định là tặng món quà này cho một người hết sức đặc biệt, nhưng mà hôm nay tham gia chương trình rồi anh đã quyết định tặng nó cho em. Dạ. Yeah. Đó là ý nghĩa của món quà đặc biệt hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta còn có thời gian lắm. Những gì mình còn muốn nói trong 30 giây nhá. Nào, mời bạn cảm nhận về nhau. Em cảm nhận bạn gái rất là xinh đẹp, hiền. Bạn ấy rất là hợp tính về cái du lịch của em. Em cảm thấy ngay lần gặp đầu tiên là cảm thấy mến. Hiền quá, cặp quá hiền. Hãy để tay vào nút bấm rồi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, và chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Bấm nút là hôn nhau trên sân khấu đó nha. Thông báo cho các bạn trước nha. 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Quy định chương trình là như thế nào bạn nghe rồi đó. Xin phép châm hồng má cho em. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng cho hai bạn là một chiếc Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản. Nếu như hai bạn đồng ý kết hôn, nó sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Rồi, chúc mừng hai em nha, nắm chặt tay nhau, tìm hiểu nhau nha, cố gắng. À, cảm ơn chị. Rồi, gọn gàng rồi đó. Yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Có chuyện gì buồn nó cần gấp, xuống ngay liền thì không xuống được, thì đâm ra là sẽ dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh, em sinh năm 94, em sinh ra ở Đắk Lắk và hiện tại công việc của em là chăm sóc khách hàng tại tổng đài của VTV Cap ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn máy bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Phạm Văn Thăng. Năm nay 35 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đắk Nông. Nghề nghiệp của em là chuyên viên văn phòng. Bây giờ mình đang ở Đắk Nông luôn hả em? Dạ, em ở Đắk Nông chị. Cô bạn gái bên kia ở đâu vậy? Dạ, quê ở Đắk Lắk. Quê em ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại em đang làm ở việc Đắk Lắk thì coi như trên đường về Đắk Nông rồi. Dạ đúng rồi, em phải đi qua Đắk Nông thì em mới tới được đúng Đắk Lắk. Đúng rồi, muốn về nhà mình phải đi qua nhà chàng trai ấy. Hôm nay duyên gặp nhau rồi, Đắk Nông và Đắk Lắk ha. Dạ, nói đúng. Chung là cùng quê. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Thích ca hát, sống tình cảm và có trách nhiệm, hơi nóng tính. Em nấu ăn thì chỉ biết nấu món thịt thôi, chứ còn cá thì em không biết nấu. Nấu chắc cho một mình em ăn được thôi. Bạn trai. Ưu điểm của em là người thật thà, trung tình, còn khuyết điểm rất là nhiều ấy. Em nói to xong rồi, nói to nhưng mà bản thân thì nói xong rồi thôi, không bao giờ để bùng một vấn đề gì cả. Em biết nấu ăn. Nói chung là việc chị em cũng biết làm. Bây giờ ta làm hết luôn rồi đó, khỏi lo gì hết trơn á. Rồi, giờ chỉ làm vợ thôi. Anh cho em hỏi là nếu mà mình quen nhau thì anh có chịu xuống Sài Gòn thăm em không? Ở đây thì mình cũng chia sẻ thật, mình ngại yêu xa. Thường giờ bảo là yêu xa không vấn đề gì, nhưng mà mình phải nhìn nhận xa hơn một tí. Công việc cái này cái kia là có chuyện gì buồn nó cần gấp mà bảo là xuống ngay liền thì không xuống được, thì dẫn đến là nhiều cái cuộc tranh cãi. Là anh không quan tâm em nhiều, đó là mình chia sẻ thẳng.
Còn nếu mà đã tìm hiểu á, cảm thấy á mà hợp với nhau á thì quãng đường thì cũng không vấn đề cả, mình có thể tin nhau thì trong một tháng mình có thể gặp nhau một lần, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau như thế. Thực chất là con gái người ta sẽ cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nên là nếu mà anh nói như vậy thì em thấy anh cũng đồng quan điểm với em á. Tôi nghĩ thế này là các bạn, bây giờ phân tích cái đó khó lắm. Những người ta ở Hà Nội, tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh mà giống như tôi vậy đó, tôi yêu và tôi ở Bình Định còn xa các bạn nữa. Không có đi xe còn xa nhiều nữa, vậy mà vẫn yêu nhau, vẫn đến với nhau được. Không quan trọng, quan trọng tình yêu của bạn đủ lớn hay không thôi. Hôm nay các bạn có duyên với nợ với nhau không nha. Rồi, bây giờ tiếp tục tình trường đi. Em trải qua hai mối tình kéo dài khoảng 12 năm. Em vào Đắk Nông lập nghiệp thì em có bảo bạn gái vào cùng thì bạn gái không chịu. Cô ấy nói là không vào thì em chấp nhận là chia tay. Còn mối tình thứ hai kéo dài được 3 năm, chia tay cách đây cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Thì năm đó thì em có bắt xe cho bạn gái về quê ăn Tết, em ở lại. Thì em có nói một câu đùa thôi, Tết năm nay á mà em về á ở ngoài quê á, có anh nào mà tốt hơn em anh á thì em lấy người ta luôn. Thế là Tết năm đó là người ta lấy chồng luôn. Trời ơi. Nhưng mà lời nói của bạn hơn ghê. 12 năm yêu nhau một cái thời gian rất là dài cho hai gái thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em thì trải qua hai mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên là do anh đó ở Long An, em thì ở Đắk Lắk. Em thì em chỉ suy nghĩ là em chỉ muốn về Đắk Lắk thôi chứ em không có muốn là lấy chồng xa. Tại vì thực chất là nhà em chỉ có em với mẹ em thôi. Vậy giờ anh này là hợp rồi, bây mốt về Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Đắk Lắk gần nhau nè, đúng không? Dạ. Để tôi qua tôi coi mặt bên thằng gái cho nó coi, coi. Bây giờ buồn quá, chào em gái. Dạ em chào anh. Hả? Đắk Nông với lại Đắk Lắk sát bên nhau, mẹ em muốn về quê sống với mẹ đúng không? Dạ. Như vậy rất hợp lý, chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Dạ. Em thấy sao? Dạ em thấy được. Được rồi, tấn tới luôn nha. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ bạn nam thì trầm tính một xíu. Trầm đôi quá, quá trầm luôn á. Ừ. Dạ đừng có bụng bự. Hả? À? Có không? Không. Sao bụng bự sao em không thích? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. À, có mẫu người lý tưởng nào không? Công Vinh á anh. Công Vinh hả? Bên đây cũng công mà chưa Vinh. Để anh coi chúng ta là thôi. Em cảm giác nãy giờ thấy là cô đưa ra cái hình mẫu lý tưởng như mình được bao nhiêu phần trăm? Em thì không uống rượu, uống thuốc. Mình thì muốn tìm người như thế nào? Em muốn bạn nữ là lanh lẹ, nói nhiều, rồi biết nhậu. Gặp bạn nữ mà nói nhiều mà nhiều mà còn biết nhậu nữa là lè nhè dữ luôn. Ừ, vì em không biết nhậu nên là nhiều khi giả sử như bạn bè anh em đến nhà thì nếu mà chồng không uống được thì vợ tiếp có say nữa thì chồng lo hết, không việc gì cả. Nên là thế bây giờ khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Em nói thật anh chị với quý vị khán giả, em là chuẩn bị hết cả rồi, còn thiếu chắc cô dâu thôi. Là mình sẽ làm dâu đúng không em? Dạ em không làm dâu, em ở riêng, học xong 12 là em tự lập tới giờ. Ở nhà riêng luôn hả em? Dạ, quan điểm của em á là học xong xin việc xong thì trả lại muốn là vô được biên chế xong thì lại mua được miếng đất, mua được miếng đất thì cứ lại muốn xây nhà được cái vợ để cho vợ sau này có thể phải vất vả. Thế là cứ thế tới giờ vẫn ở không? Dạ. Tốt quá. Không biết bạn gái này có phải bạn gái của em đã hẹn lên chương trình bữa 30 tháng 12 không nữa. Nhưng dạ, mà đúng rồi trước thì đó đúng là nếu mà vậy thì cùng là mình cùng là có duyên với nhau. Hồi trước thì em đáng lên hình hôm tháng 11 thì bảo là bạn gái chưa chuẩn bị được giấy tờ. Đến khi chương trình báo lần 2 chúng mới thuê trong cái khách sạn nghỉ cái chương trình báo, anh ơi anh thông cảm cho bạn gái bị sốt siêu vi đưa đi bệnh viện rồi. Thế là em lại quay về trong đây lần thứ ba. Hay quá. Lần này thứ ba. Bất quá tam ba bận lần này. Rước cô dâu về luôn nha. Khó ghê chưa? Chúc mừng em. Đó là cái duyên. Là em luôn đó hả? Dạ đúng rồi, hôm nay em cũng bị cảm nhưng mà em nghĩ là mình lần thứ ba nếu không được là chắc là không có duyên nên thôi em cố gắng hết mình. Vậy là duyên quá rồi, mình phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân và đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và quý vị khán giả. À, rồi, chào em. Em cho ý kiến về em trai này đi. Bạn em thì hơi sôi nổi một xíu. Anh bên này thì em thấy là có vẻ là khá là trầm tính. Em không biết là yêu xa thì hai người sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là quyết định là vẫn nằm ở Thanh nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em đồng nghiệp. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của anh Thăng.
nhận xét về anh Thăng thì tính thì cũng trầm tính, về tình yêu thì cũng hơi rụt rè. Lên chương trình này thì cũng gặp được bạn nữ đây thì mong hai bên tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ kéo màn lên, cố gắng chút xíu nha. Trong tình yêu chúng ta phải cố gắng chút xíu. Nào, kéo màn lên. Mời hai bạn. Dạ anh cho anh. Quà. Rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi. Cho anh hỏi là em làm việc ở dưới này á, thì em có thường xuyên về đến nhà không? Dạ có, em hay về nhà lắm. Thỉnh thoảng có thời gian thì một tháng em sắp xếp tầm khoảng 1-2 lần em về thăm mẹ em. Nhà em chỉ có mình em với mẹ em thôi. Em cũng ngại vấn đề mà quen xa thì không chăm sóc được cho ba mẹ em á. Ừ, Đắk Nông, Đắk Lắk nó còn gần gấp mấy lần thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Đâu có, anh có thể xin em một công việc nào đó gần đó thì gần mẹ hơn nữa. Chúng ta có rất nhiều cơ hội, mình đừng bàn đến cái chuyện xa gần nữa. Dạ. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện cái quan điểm tình yêu của các bạn như nào. Thế nào? Em có hay ghen không? Dạ có ghen, nhưng mà ghen đúng thôi anh. Con gái thì ai cũng hay ghen, nhưng mà thực chất nếu mà người đã làm cho em tin tưởng thì không có vấn đề gì hết. Đối với bản thân anh thì cũng ghen, nhưng mà khi mà anh thấy hoặc là chi tay anh mới ghen thôi, còn ai nói gì anh mặc kệ. Thì nếu mà yêu á thì anh rất là chủ đừng, rất là tốt. Anh có thể làm cái short rác cho em để mỗi khi em tức giận vì điều gì đó trong công việc hoặc gì có thể trút vào anh, có thể chửi bới hay là gì anh cần làm tin sau anh ngoài đi đổ, đúng không? Đó. Anh thì không phải là làm dâu, anh thì một mình anh sống từ khi anh đi học tới giờ rồi. Thì sau này mà có yêu á thì em xác định về trên nhà ở, anh có thể theo em về ở trên nhà. Hay cái quá. Đó là anh không lo ngại về, bởi vì mình là anh là con trai, có thể ở buôn mê xuống đi làm ở đó thứ bảy chủ nhật anh về. Ý là trong quá trình đi lại thì anh có thể sắp xếp được. Anh nghĩ đó là lời nói chân thành nhất đó em. Quá hay, không còn gì xuất sắc hơn. Nào, để tay nhau bấm đi bạn. Kiểm tra một lần nữa nha, xem nhịp tim của mình có đập hay không. 1 2 3 hết thời gian. Xin mời bạn. Quyết định là những giây phút cuối, phút 90 bù giờ. À được chứ, mở ra được không? Ướm lên thử cô nào. Cô này thích áo trắng, trời ơi xinh quá. Được chưa, rất là đẹp. Em rất là cảm ơn anh về món quà này. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Dạ, em chào anh. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em tên là Tiểu Hoa hả? Dạ Hoa. Hoa. 26 tuổi hả Hoa? Dạ vâng ạ. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Em kinh doanh thời trang rồi, dạ. Vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Đúng, đúng. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Em đã từng làm bên nhà nước và em cảm thấy cái môi trường nó không thích hợp với em nên em chuyển qua kinh doanh để thể hiện tất cả những gì của khả năng của mình. À, dạ vâng. Tức là vâng. Làm trong cái môi trường gọi là cán bộ như dạ vâng. Như dạ vâng. Làm bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm được 3 năm. 3 năm. Rồi bây giờ ra làm cái công việc kinh doanh chính là cái gì? Bây giờ hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. À, dừa. À, bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Được đó, hai bạn hợp với nhau đó. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Rồi. Em thì là kiểu tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em nghĩ là con gái thì lúc nào cũng phải luôn luôn xinh đẹp. Và phải luôn cố gắng nỗ lực để có được những cái mình muốn á. Chứ không có phụ thuộc vào con trai. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng
hơi tập trung vào công việc nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Nhưng mà em cũng nhiều tham vọng. Nhiều tham vọng. Dạ đúng rồi. Rồi. Và em thì Sao? Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là em hay hơi nóng tính á. Hơi nóng tính. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu xoong chảo. Là chửi cho đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Chị hiểu, ví dụ như là mình đang lên cơn đi là mình xả đó đúng không? Dạ, mình đúng xả rồi. Xả xong rồi thôi quên. Ủa dạ, Hoa ngày nào em cũng chửi nồi tình yêu cho chảo luôn hả Hoa? Dạ tùy hôm, anh có hôm thì em chửi cả người luôn. Thôi có chửi người luôn hả? Dạ vâng. Đã căng rồi nha. Đang cơn mà là ban hết luôn á. Đúng bạn rồi. Bạn Nam, còn điểm mạnh điểm yếu của bạn Nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích nói chung là em muốn kinh doanh, em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Ai vậy, chắc và là tham gia, hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp trên toàn quốc mình. Vậy đó hả? Dạ. Giải lớn nhất là trên toàn quốc luôn hả? Dạ vâng, như Sài Gòn này là có Techcombank và HCNC. À, vâng. Em chạy xe đạp. Dạ vâng. Đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa. Thì có khỏe. Hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa sao toàn là dừa không vậy đó hả? Bằng chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi, hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây để không mời anh lên. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, nước dừa đó. Không có dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Thánh Dừa gì em kỳ. Em dừa phải thôi. Kìa bạn gái nói kìa, Thánh Dừa gì kỳ. Thánh Dừa gì kỳ quá, phải có. Nói chung là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Éo le anh. Trời ơi, nói Thánh Dừa mà thiệt. Không có dừa lòng gì chứ. Nhược điểm của bạn Nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính. Nóng kia nóng bên này nóng nữa. Dạ vâng. Thế và rồi. Em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp đáng hỏi cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Dạ, thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn hả? Không, như mình phải nhận định câu chuyện đó là như thế nào chứ không phải là mình nhảy vô, là mình làm theo cái hướng theo chiều một chiều. Nghĩa hiệp đó. Nghỉ hiệp á ha, cũng được. Vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, nói chung là nó tùy vào. Chứ gì? Tôi thấy là lúc nào khi mà hai bên cùng nóng thì tôi thấy hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Rồi, chứ nóng hai đứa quá mà uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Đúng rồi. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Dạ, vâng. Tốt sao? Không vậy đó hả? Thiệt không? Sao ảo? Dạ, để coi thử. Thì thử xấu chị nói xấu hay là tán thử. Kìa, không. Nghe không có tật xấu gì chị Nam Thư, chị hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ, chị. Không có tật xấu gì luôn, thiệt hả? Dạ vâng. Trời ơi, phải không? Nói chung là em sống theo cái chuyện nghĩa là mình sống với mọi người xung quanh, làm tất cả họ sống mình sao cũng được á. Nhưng mình vẫn cứ sống tốt với họ. Mặc dù khi họ đâm chọc mình hay là họ chê khăm mình, họ muốn lật đổ mình vẫn bình thường với họ. Mình vẫn vui vẻ với họ. Mình không có để bụng hay là mình thù hằn cái gì. Là cái sống em. Nói chung là em sống theo hướng nội tâm. Và em chỉ làm những việc thiện thôi. Em không thích làm những điều ác. Tức là mình muốn làm việc thiện. Dạ không vâng. Muốn làm điều ác. Dạ vâng. Thật sự cái điều đó trong cuộc sống là ai cũng muốn. Không biết rồi, nhưng mà mình phải là nói và mình hành động luôn. Chứ không phải là mình nói mình để đó. Đúng. Lời nói phải đi đôi với hành động. Đúng rồi. Em bạn Nam, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. À. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Nhưng vì khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình cũng phải tập trung cả. Cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. Tức là mình không có thời gian nhiều. Đúng rồi. Dành cho người yêu cũ của mình. Đúng rồi. Đó, nên cả hai phải chia tay. Dạ vâng. Đó.
Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, dạ, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không anh? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình cũng sẽ đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Anh ví dụ như là đua là mình đạp từ đây ra ngoài tới Hà Nội luôn ha anh? Không, cái đó là xe đạp đường trường. Dạ. Hiện tại xe đạp đường trường đang đua giải HTV. À đúng rồi. Thì đúng rồi, còn bọn em là trên xe đạp mạo hiểm là vào những vùng núi. À. Như tháng 3 vừa rồi là bọn em có đua ở Đà Lạt, Đà Lạt Victoria, và giải xe đạp địa hình quốc tế. Tức là lấy xe đạp ở vùng núi. Dạ vâng. Xe hơi chở xe đạp lên tới núi, không có xong rồi thả dốc xuống thì chở tức về là Sài Gòn. Mình phải đạp lên chứ. Đạp lên từ đây đến đó luôn. Mình phải đạp. Như giải vừa rồi này bọn em là phải đạp từ thung lũng tình yêu, đạp lên đỉnh Phan Xipang xong qua tất cả các đèo luôn. Cái gì ghê vậy? 70 km. Từ thung lũng tình yêu mà đạp lên tới Phan Xipang hả? Xong lại đổ xuống. Trời ơi, ông có nổ gì ông nội? Không có chị, đó là sự thật. Trời ơi, đằng trai tao mắc mớ gì phải nổ. Không anh, phải đang không đang anh? Nói thiệt chứ nổ cái gì nổ. Trời ơi. Khỏe gì mà đừng nói đạp xe đạp. Nó đạp tới nếu, cái gì luôn chứ đừng nói. Nếu không tin thì chị vào 1-2-3 go và đọc số thứ tự em sẽ ra kết quả. Mình được mệnh danh là Thánh Dừa đúng không? Dạ vâng. Thánh Dừa nè, Thánh Đạp nè. Thánh nổ nữa hả? Làm gì có Thánh nổ. Có không? Không có chị ơi, em không có nổ. Có hả? Trời, em có sao em nói vậy thôi. Con sao nói vậy người ơi ha. Dạ. Được rồi, thấy chưa, thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Anh coi nè, anh rồi, coi không? Được rồi, làm gì? Để tôi coi đàn gái sao mà coi đàn trai với em nửa có mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Anh thấy tại sao bên này sao em lên giá chưa? Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa. Đúng, tươi như hoa. Tươi như hoa. Hoa. Đẹp đó. Dạ, cảm ơn anh. Ở Đà Lạt phải không? Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp. À. Hoa Gia Lai anh ạ. Gia Lai, Gia Lai. Hoa, Gia Lai. Hoa núi rừng dạ, đúng đó. Rồi, hoa núi rừng nó mới độc. Một chút hoang dã của dạ, núi rừng. À, một chút lộng lẫy của Đà Lạt. Yeah, ha. Yeah. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời qua ơi. Chơi đàn trai có quyền ơi. Đúng đàn trai quyền. Ta cũng sắc nước hương dừa lắm mà. Trời ơi sắc nước hương dừa. Trời ơi tướng to khỏe ha, đạp lên tới thung lũng tình yêu, đạp lên đạp xuống, đạp lên đạp xuống, hỏi giác xe chạy về luôn đừng. Không có đoạn phay phát anh ơi. Em muốn thử sức khỏe không? Thử cho em thử gì? Bây giờ ví dụ như bài kiểm tra về sức khỏe tại nơi mà anh làm dễ dàng nhất là gì à? Hả anh Đăng bây Đăng giờ, ơi hít đất, hít đất đi, rồi, hít đất đi anh xuống hít nhẹ nhẹ đẩy mấy cái liền rồi nó đây hít đi đây đó làm dài hít cho anh, em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 từ nào hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 mà cái đít mà dày 12 đít sát xuống anh Linh này 12 cái nha em chuyên về chân thôi được à được hết mà cái đít nó nhõng lên hết đít phải ra nè anh nói làm em suy nghĩ đó, cái đít nó nhõng 3 4 anh Linh ơi hết không phải sát vậy chứ mình phải kinh nghiệm không mình phải kinh nghiệm mình rút kinh nghiệm mình không bao giờ muscle được giống như vận động viên hiểu không người ta 12 cái anh mới tới 2 cái thôi à. Tại anh cân nhắc nha. Anh sáng chưa ăn sáng? À vậy hả? Vì em là chuyên luyện vào chân chứ không luyện bánh đo. Thôi nói chung là đàn trai khỏe chưa? Khỏe nhưng mà hỏi tôi mới hỏi thêm chứ. Rồi sau khi chia tay bạn gái mình có rút ra kinh nghiệm gì từ cuộc tình đó là mình phải chăm sóc người yêu mình nhiều hơn, phải quan tâm người yêu mình nhiều hơn không? Dạ có, mình rút ra những kinh nghiệm đó. Nói chung là mình phải nhịn đi nhiều thứ bởi vì cái tính nóng của mình cũng như là mình phải dành nhiều thời gian và mình phải quan tâm được cái cảm xúc của người đó. Người ta đang nghĩ gì và ta cần gì ở mình. Được hiểu rồi. Được rồi, thế rồi. Được không? Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bệnh không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Mối tình dài nhất bao nhiêu em? Chắc là được 2 năm á anh. 2 năm lý do sao chia tay? Cái đó hồi đó em quen là hồi em còn sinh viên ấy. Xong rồi ra trường rồi xa nhau rồi suy nghĩ khác nhau nữa. Thế xong là chia tay luôn. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Lăng nhăng? Dạ đúng rồi, em phát hiện được đến lần thứ 3 luôn. Em có tìm hiểu chính xác như vậy không?
Dạ. Hay là em ghen? Dạ không, em phát hiện chính xác luôn đó anh. Chính xác em thấy sao mà nói chính xác? Phụ nữ em hay thấy, hiểu lầm lắm. Em thấy nhắn tin cho con gái khác xong rồi rủ đi chơi anh. Đi chơi buổi tối. Ừ. Xong rồi có hôm đi chơi qua đêm luôn. Nhắn tin không trả lời luôn. Không trả lời luôn. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ. Là em cũng có tha thứ rồi. Thì anh còn bên nữa không? Nhắn 3 lần hả? 3 lần mà còn đi qua đêm, bạn gái gọi điện thoại không nghe, không nhấc máy nữa. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Anh ủng hộ thôi, được rồi. Bỏ qua cái chuyện cũ đi, bây giờ chuyện mới nè. Dạ. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? À, ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu. Nếu mà đẹp trai thì càng tốt. Còn khá khá là sao, mình nói chi tiết. Em nghĩ là cỡ 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao trên 1m7, bụng không có bự quá. Ừ. Cao trên 1m7, bụng không bự quá. 1m7 hơn 1m7. Gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Gì? Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Khỏe phải sạch. Thánh dừa, thánh đạp. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Thơm sạch hả? Và thơm. Khoan đến coi cô thơm không nhé, này chưa biết nha. Tức là thơm em mùi dừa, em thơm mùi nữa. Trắng trẻo mùi, mùi dầu dừa đó. Trắng mùi, cũng mùi được mà không, không quan trọng lắm, gì mình sạch sẽ là sao được. Có sạch và thơm không anh? Sạch, có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Rồi, còn gì nữa? À, em nghĩ là phải trung thủy nè. Ừ. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vụ phu. Ừ. Và làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Nhưng giống như em thấy bên đó anh đó là kinh doanh tự do, thì em thấy cũng hợp rồi. Nếu mà hai người kinh doanh thì nó sẽ dễ hòa đồng hơn. Rồi thời gian này kia thì có nhiều hơn. Em thích kinh doanh gì? À, kinh doanh cái gì cũng được. Cái hiện tại em kinh doanh tất cả các loại dừa đó, em thấy hợp với em không? Là chắc... kẹo dừa, dầu dừa. Kẹo dừa, dầu dừa, gáo dừa, dừa, cái dừa, nước dừa, cơm dừa, cái gì có dừa là dính danh hết. Dạ. Yeah. Thôi em nghĩ là kinh doanh cái gì cũng được, miễn có tiền là được chị ha. Ừ đúng rồi. Không có tiền là được, không quan trọng lắm. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Em nghĩ là không. Nếu mà ngoại hình thì về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Noo Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm, nếu như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Mày nó gấp đôi Noo Phước Thịnh á. Em thích Noo Phước Thịnh hả? Còn bên kia là Stan Quyền Linh. Ừ, ngâm ngâm như Linh vậy đó. Bự khỏe là được chị. Bự hơn nữa. Khỏe, em dần đồng viên là phải khỏe rồi. Em nghĩ đi đạp từ Đà Lạt tới Phan Xipang thì em khỏe không? Chắc được đó chị. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Bự vậy đó. Rồi, anh thấy yêu cầu bên đó đáp ứng, em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%, ok. Rồi còn em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Ừ. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn, cũng như là cùng san sẻ nhau mọi công việc. Chứ em có mẫu hình lý tưởng nào không? Không, em không thích đặt mẫu. Có đúng không? Đúng rồi. Bên kia là nu, bên đây không có. Không. Rồi, mình sống thực tế. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Em đi với ai hả? Dạ, em đi với chị gái của em ạ. Rồi, chào chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Minh Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Thì em thấy... Em thấy bên đây sao? Dạ, anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Bởi vì em gái của em thì rất là... Đó là chịu khó với lại tham vọng ấy, muốn theo đuổi ước mơ, cho nên có khá nhiều thời không có thời gian để mà hẹn hò ấy. Thì em nghĩ mà nếu hai người đều kinh doanh thì có thể bổ trợ lẫn nhau. Đó. Yeah. Rồi, anh thấy có nên bấm nút không? Dạ, có. Có ha. Yeah. Rồi, đó là lời khuyên từ đàn gái. Đàn trai em đi với ai? Dạ, em đi với một người anh của em bên câu lạc bộ. Chào. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Dạ chào. Mình là anh trai của trong câu lạc bộ thể thao á. Trong câu lạc bộ Rin Pho Phin thể thao marathon với lại em Tăng. Thì mình thấy cô gái này được ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập,
Ok, phụ nữ rất hiện đại bây giờ rất cần chỗ đó. Và em này cũng độc lập, hai em rất là trong cái vấn đề đó. Ok, anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Được. Thấy chưa, thấy đàn trai người ta chưa? Hả? Anh thấy rằng hai bên đàn trai đàn gái cũng ok rồi đó. Chịu ha, quan trọng hai đứa thôi. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu đi. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em? Dạ em có món. Đây em cũng có món quà tặng em. Của ít lòng nhiều anh ơi. Okay. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này. Cũng làm kinh doanh giống như em. Thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Dạ. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. Anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn. Tập gym nữa, em cũng thích đi tập gym nữa. Rồi không là... mình, anh thì không có tập gym. Anh đạp xe đạp thôi. Nói chung là mình bây giờ chỉ là chạy bộ và đạp xe. Yeah. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch thơm không. Cái này hơi khó kiểm tra. Không, em bây giờ em đi lại gần chút xíu đi. Em đứng dậy đi lại gần xíu. Đi lại gần xíu, em có quyền kiểm tra chứ. Yêu cầu của mình mà. Chết rồi, sao em kiểm tra bây giờ. Em đi vòng, em đi. Em đi vòng. Đó, em ngửi coi có thơm không. Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không. Ngửi luôn hả? Ừ. Không, em không thấy mùi gì. Thử xem. Dạ không, không thấy mùi. Không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Có không? Chứ dạ. Bà gái là quá thơm. Em ngồi sau lưng đây mà em nghe phải thơm. Phải xịt dầu thơm. Thơm phức. Tôi xịt dầu thơm nó cũng thơm. Hiện tại em đang kinh doanh ở quận mấy? Em kinh doanh thời trang. Và em đang có một cái thương hiệu thời trang riêng. Đó là Enly. Và em có một cái store ở 62 Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận với ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hai đứa mà cùng sở thích ăn uống chắc bán nhà ăn luôn á. Không, em lại có sở thích là nấu ăn. Vậy được. Em ăn được cả thế giới luôn, anh em còn ăn được luôn đó. Trời ơi, vậy để em chế biến món. Bà duyên dáng quá. Chưa gì vô. Em nói lại câu nói anh nghe thử coi. Ăn sao? Em nói là em có thể ăn được cả thế giới và ăn được cả cái anh kế bên em. Thấy chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Cái gì cũng sợ anh. Hả? Tại sao mình phải sợ? Ồ, anh khoái chứ sao sợ. Trời ơi. Tiếp tục đi nào. Hẹn hò như thế nào đó? Sao mình thường thì thứ ba, thứ năm vào buổi tối thì anh đi tập. Còn những thứ còn lại buổi tối thì anh dạy. Ồ, anh đi tập 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 theo nhóm, tập theo bài để đi thi đấu. Thi đấu, dạ. Yeah. Thì em kinh doanh thì thời gian em cũng sắp xếp được. Nói chung thời gian thì có, chúng ta đều thời gian của chúng ta cả. Không có bị gò bó bởi là giám đốc hay là trưởng phòng cái gì cả. Dạ, thời gian của mình. Hiện anh là đang ở quận mấy hay hả? Mình ở quận 7. Quận 7. Em ở Phú Nhuận là cũng hơi xa nhỉ? Không, thực ra xa là nó không xa. Có gì là xa các em. Nói chung là mình đã đến với nhau này không có gì là xa cả. Đúng rồi. Anh mà từ nhà bè anh lên tới đây mà không xa, mà em từ quận 7 qua nhà Phú Nhuận mà xa. Dạ. Yeah. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Sống thử. Em nghĩ là tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Nếu trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân thì cũng không có gì. Còn nếu mà kiểu sống thử mà mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Yeah. Không nên làm chuyện đó. Yeah. Tức là mình
có thể sống thử sau khoảng thời gian quen nhau xác định tới hôn nhân. Đúng rồi. Sống trước, còn mà mới quen nhau có 1 ngày, 2 ngày, tháng, 2 tháng ập vô sống thử là bậy. Đúng rồi. Đúng không? Vì sống hoài luôn á, sống thử hoài thử luôn. Chứ không thử mai mốt về nó thử không được là mệt lắm. Ly hôn mệt đó anh. Nói chung cái đó thì cũng không có nặng vấn đề anh Linh ạ. Nói chung mình đã thương nhau đến với nhau thì vấn đề ví dụ như một bên hoặc là cả hai bên vô sinh thì mình không nên suy nghĩ nặng vấn đề đó. Yeah. Mình có thể sinh con nuôi mình nuôi chứ không phải thích chỉ vì một bên mà vô sinh mà bên kia phải suy nghĩ là không nên. Rồi yeah. Bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh, nóng bỏng, ba dòng chuẩn. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi Rinh cô này về được làm vợ mình. Rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có. Ừ. Cũng có lo lắng đúng không? Đúng rồi. Bé Hoa. Dạ. Người ta sẽ lo lắng khi mà em có một ngoại hình quá xinh đẹp như vậy. Thì em phải làm gì? Em có cách gì để có thử là người bạn của mình, người yêu của mình, người chồng tương lai của mình hoặc là người chồng của mình có thể tin tưởng để không có cảm thấy lo lắng nữa. Nào nhìn ảnh nói chuyện nào. Em làm cho em bớt xinh đi. Em nói vợ. Em thì kiểu tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi chứ cũng không phải là này kia kiểu cái tiếp người của em như vậy. Rồi và yêu ai thì cũng hơi khó yêu, giống như là em phải cảm thấy thật sự hợp thì em mới quen, chứ không một khi đã quen rồi thì em sẽ một lòng một dạ chứ không có lâm la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng và bạn ấy thấy không cho làm chuyện đó. Dạ. Rất là lập trường của anh. Đăng, bạn có ghen không? Cái đó phải có chứ. Nhưng mà nó mình phải ghen như thế nào chứ, bất cứ người đàn ông hay con trai nào cũng trong người cũng có một cái máu ghen cả. Nhưng mình kiểm soát nó như thế nào? Vậy mình xử lý nó thế nào? Hoa. Dạ. Em là bình thường lên cơn là chửi. Dạ, vậy em lên chửi. Ghen, cứ lên mà em ghen lên thì em làm gì? Có nào em cào vô mặt luôn không? Em đập nồi như son chảo chị, xong rồi em chửi đã xong em bỏ đi. À, đi luôn là về là chửi xong chảo, rồi chửi nồi chửi người. Em đập nồi niêu son chảo nhưng mà em chửi người nha. Hào lắm nha. Chửi ghê lắm á, chửi dữ lắm á. Dữ lắm à, chửi cỡ nào? Lớn cỡ nào? Em biết đúng cơn của em chửi ghê lắm. Ghê lắm hả? Vậy là lên cơn ghê là đập thử lần rồi thử em chửi thử thì xã em là chở một cô gái. Chở một cô gái. Thấy rồi. Ôm ngoài đường luôn. Rồi. Về nhà. Về nhà đó. Xử liền. Hôm nay anh đi đâu? Anh đi với ai? Anh chờ ai? Mà anh không nói với em. Đó là một người bạn của anh. Bạn gì mà chờ ôm như vậy hả? Anh có coi em là bạn gái của anh không mà anh đi ngoài đường anh chờ gái như vậy? Anh coi em là gì vậy hả? Giải thích. Giải thích liền. Nhỏ đó dạy ngang ổ gà dấp dở tay ôm. Trời ơi, sao tranh thủ quá vậy? Anh không coi em là bạn gái của anh đúng không? Anh ra đường anh cặp người này anh cặp người kia rồi anh không coi em là bạn gái của anh. Anh nghĩ em là ai vậy hả? Nếu mà cảm thấy không được thì chia tay đi nha. Chứ em không có như vậy được nữa nha. Anh đã sai. Không thể nào mà chở gái về xong rồi kêu sai là được. Đâu có thể nào như vậy được. Những ca phó trả lời quá. Ngồi ru em ru vậy luôn á. Em cái này là mình tại mới đề ba. Chưa gặp bao giờ. Chưa vô đó chị. Chưa vô đúng không? Chưa vô kênh. Đăng à, cái này Hoa chị mới đề ba. Mới đề ba thôi. Melo ngoài thôi chưa nhưng, vô đó. Nhưng mà em không thể melo được vì em không có dòng đó nên không thể melo vô được. Chưa vô kênh này em vô kênh. Chưa vô kênh đó, chưa lên nó nóc á. Rồi đó là tôi chở tụi bạn gái rồi, tôi có bạn gái rồi làm sao? Tôi thích yêu cô luôn đó rồi làm sao? Không được nha. Mắc mớ gì cũng được, tôi thích. Bắt tôi không có thích. Tôi đang lựa tôi chọn tôi không có muốn như vậy. Bây giờ anh quen tôi thì anh phải một lòng một dạ với tôi, không được chở gái. Ủa, lung tôi tung. Tôi chưa chắc cô yêu tôi phải tìm hiểu thêm người. Ủa mắc cười chứ. Không yêu thì sao quen nhau như vậy? Quen như chơi để tìm hiểu. Đi chia tay luôn đi. Mắc mơ chia tay. Ủa vậy thôi dẹp luôn đi, không quen biết gì. Ủa? Hết nữa. Anh đi về đi. Cô không quen tôi quen cô. Tôi không quen. Không quen thôi mà mắc mơ sợ. Ủa tại anh đi. Cái ca này với em khó quá. Khó mà. Anh thử xem coi cái thái độ của lên cỡ nào đó. Để em biết rút kinh nghiệm. Cũng học cao lắm thôi em. Cũng lo. Nói chung là chuyện đó thì không xảy ra. Em chỉ nghĩ là xảy ra những tình huống khác thôi. Qua đây mới thấy được là chàng trai này rất là chịu đựng. Có thể em la gì đó thì chàng trai ngồi im mà. Không,
sắc mặt không thay đổi, mặt rất là vui. Anh lên sắc lưỡi càng vui. Sếp mỗi lần sếp em la mắng em phải ngồi em cười không ạ? Đó đó, thấy. Cái nào? Khi người ta nhìn thấy cái sai của mình, người ta mới nói mình để mình tiếp thu, mình sửa đổi cái đó. Có những người mà phản ứng lại là người ta không chấp nhận cái lỗi sai người ta. Thấy không, mà Mai thấy đàn trai ngon không? Cũng được, nhưng mà hồi nãy lúc mà anh đang gây lộn với cô này em hồi hộp cái món quà em muộn canh không à, tại em sợ sợ mà nói là lên cơm đập nồi như xong chảo đang cầm trong tay quà của ta mà đập một cái là chết luôn á. Đây là em tém lại á, tại vì chương trình á, nói gì chứ khôn lắm, đập đồ của người ta chứ dễ gì quà của mình mà đập. Đúng rồi. Rồi bây giờ á là mình nói chuyện về hôn nhân đi. Nếu như hai bạn lấy nhau thì chúng ta tính toán về kinh tế, về con cái thế nào, bàn với nhau đi các bạn. Bàn xa vậy luôn hả anh? Thì em chọn. Về kinh tế hả? Em nghĩ là em là người giữ tiền. Không sao em. Con cái thì em nghĩ là cả hai người cùng chăm sóc, rồi việc nhà thì mọi người chia sẻ nhau. Em nghĩ là quen nhau thì phải hiểu nhau nè, quan tâm, chia sẻ. Và nếu như mà không có ai sinh ra mà đã hợp nhau hết, đúng rồi, thì quan trọng là mình có vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng để tốt hơn hay không. Không có ai là hoàn hảo cả, nói chung đúng là rồi, mình cùng nhau thay đổi. Còn vấn đề mà cùng nhau ấy, thì cái đó thì em yên tâm. Nên rồi, bây giờ là mình nói chút xíu về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi người đi. Nói chung là anh thì không quan trọng vấn đề là nam hay nữ. Anh không quan trọng là phải để con trai. Nói chung là với anh có con nó là một niềm hạnh phúc nhất lớn nhất với một người rồi, người mẹ người cha rồi, chứ đừng bao giờ đặt cái vấn đề là phải có con trai nói giỏi. Còn ấy, nói chung là ví dụ như là đi ăn tiệc với mọi người ấy, ví dụ như bạn em mà ép anh phải uống tiếp, nhưng mà anh không bao giờ, anh nói là tới đó là tới đó. Nhưng khi vào bàn tiệc anh sẽ nói dạng luôn, mình sẽ uống hai chai là hai chai, mình không uống nhiều. Cũng như bên hôn nhân vậy, ví dụ như mình cùng nhau, ví dụ mình muốn mua một căn nhà thì mình cũng phải bàn luận, hay là mình muốn sinh con thời điểm nào mình cũng phải nói chuyện. Dạ. Còn em gái, quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Em nghĩ là hai người em tính em cũng khá là thoải mái nữa. Anh cũng vậy. Nên là hai người nếu mà hợp nhau về với nhau thì thí dụ như sinh con hay này kia thì trời cho sao thì mình hưởng vậy, chứ mình cũng không phải là đòi hỏi này kia. Rồi trong gia đình thì hai người phải cùng nhau cố gắng, thí dụ như là cùng xây dựng một cái tổ ấm thì mình có những cái mục tiêu về hạnh phúc hay là về kinh tế thì hai người cùng nhau cố gắng để đạt được. Tại vì em cũng khá là tham vọng, tham lam. Em mà muốn cái gì là em sẽ đạt bằng được bằng mọi giá luôn. Nói chung là anh đang muốn, định hướng của anh là anh muốn quay lại với cái ngành bếp của anh. Anh nấu ăn à? Không phải kinh doanh ăn uống. À, đó là cái niềm đam mê của anh. Có nấu nướng không anh? Sai. Anh có nấu nướng. Nói chung là anh nấu ngon thì anh không chấp nhận anh nấu ngon, nhưng mà anh hầu như anh biết nấu tất cả các món ăn. Vậy nấu được ngon rồi. Súp lươn, cháo lươn, miếng lươn rồi được không? Được luôn anh. Súp lươn, cháo. Tức là Âu món Á gì bạn cũng nấu được. Nói chung là Âu thì em chỉ biết một phần thôi. Nói chung là em tự em tìm hiểu chứ không phải em học ở trên bất cứ một cái trường lớp nào. Thấy một chàng trai cũng khá là chi tiết, nấu nướng ha, rồi chăm sóc gia đình, rồi nhịn nhục vợ mình. Nói chung là ga lăng với người đối diện, nói chung là bên đàn trai là ok hết rồi đó. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Muốn hát thì anh không hát được. Anh không hát được. Hoa. Ai đứng hát liền vừa đó. Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy, cạn ly vậy. Em hát được một câu ấy. Có hay. Bài này có tên là Mượn Rượu Tỏ Tình ha. Dạ. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Em trai nói những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện đi. Cảm nhận thế nào? Nói chung là bé Thoa là một người rất mạnh mẽ và cá tính. Và nói chung có một sự hiểu biết cuộc sống cũng rất là lớn. Em muốn chinh phục cái cành hoa đó không? Dạ có. Hãy nói đi.
Chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Không phải cho cơ hội, em nói cái gì, tận đáy lòng của mình để có thể chinh phục cô gái. Nói chung là nếu có thể chúng ta sẽ đi tiếp chặng đường còn lại cùng nhau, phát triển những cái gì em mong muốn và cũng như anh mong muốn. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi. Bây giờ cả hai bạn mình sẽ để tay vào nút bấm. Bên này chị. Để xem cô gái có bị chinh phục bởi chàng trai không. Bấm vô là được hả chị? Rồi, nếu mình thực sự muốn hẹn hò, mình muốn đó là một nửa còn lại của mình, thì mình hãy bấm nút. Các bạn nên suy nghĩ thật kỹ nha, bởi vì chương trình chúng tôi lúc nào cũng muốn kết đôi các bạn, không chỉ là yêu nhau đâu mà còn phải là dắt tay nhau và già đi cùng nhau nữa, một chặng đường khá là dài. Nên chúng ta phải thực sự tự hỏi con tim mình, đây có phải là người mà mình muốn đi cùng hay không? Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình ha. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi. Ổn rồi. Nào, nắm tay. Thật sự là bất ngờ. Nắm tay đi. Tại sao em lại bấm nút để chọn chàng trai này hay cô gái? Tại vì em thấy anh cũng chững chạc nè, trưởng thành nè, biết lo nghĩ. Rồi tính cách em thấy cũng phù hợp, thì em nghĩ là nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tại sao em lại bấm nút với cô gái này? Nè, em với cô bé này là có rất nhiều tương đồng với nhau. Và có những định hướng đi xa và đi lớn hơn. Em có rung động trái tim của mình chưa? Có. Em thấy thích cô gái hay không? Có. Tại sao nãy giờ cứ coi đồng hồ hoài? Nôn về hả? Không có. Chứ sao? Hay là trên đồng hồ có đo nhịp tim hả? Hay mình kiểm tra xem nãy giờ bao nhiêu phút mình đã chinh phục cô gái ấy. Còn em thấy sao? Em thích không? Thích chứ hả? Thích mới bấm chứ đúng không? Nói chung anh cũng thích nữa. Thích hai đứa nữa hợp với nhau lắm. Nó có thể đồng điệu với đúng nhau. Rồi, đúng rồi. Nhìn hai bạn đó, mình cảm giác rất là gọi là hạnh phúc á. Dạ. Hai nụ cười các bạn rất là thoải mái tự nhiên. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em bắt xin đầu phép từ chị bây giờ chúng ta. Xin phép chị nha, bắt đầu bây giờ chị cho phép tụi em tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau. Rồi cho phép em hôn nụ hôn đầu tiên. Nói với chị đi. Bắt đầu. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin phép được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm. Thơm á. Thơm là ăn khóm á hả? Thơm, anh Linh này. Xin gì xin rõ ràng chị không hiểu kìa. Dạ, xin một nụ hôn. Hoa quyết định, bởi vì cái này là quyền riêng tư cá nhân của mọi người, không có ảnh hưởng gì đến người lớn. Giống như cái việc mà bé Hoa chọn lựa của hai người á, thì đó là giống như từ quyết định cuộc sống của bản thân mình và từ chọn lựa chọn cho bản thân mình. Anh nên hỏi về Hoa. Nên hỏi về Hoa. Em đồng ý anh, cùng em một cái. Đứa thơm chán đi anh. Thơm chán. Yeah. Con chán tức là hung con, em hiểu không? Không, anh từ từ đi anh, từ từ đi anh. Bạn của hẹn hò đã rất là nhiều cặp đôi rồi. Cái nụ hôn này đã chứng minh rằng chúng ta bấm nút là bấm thật. Nào. Mẹ không mẹ. Đó. Nó kêu nghe cái chốc luôn nha. Thôi, như vậy là cũng chúc mừng lắm rồi ha. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để xem phim, để tìm hiểu nhau nha. Dạ. Đây là hai chiếc gối cao su của nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Và một cái phiếu giảm giá 25% khi các bạn mua những sản phẩm trên toàn quốc nếu các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây là hai phần quà dành cho các bạn. Yeah. Mỗi bộ một cái là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da nè, sữa tắm nè, kem dưỡng toàn thân nè, do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Đây là những cái thanh sô cô la
Việt Nam ca cao mật của đất. Chúc các bạn sẽ có một tình yêu ngọt ngào những thanh của sô-cô-la này nhé. Và đây là một phần quà hết sức là bự. Một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như các bạn kết hôn với nhau. Yeah. Đó. Rồi, hãy đưa cô gái xem phim đi bạn nào. Vai rộng nha, bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi, bạn này nói chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn thì bạn ít nói quá. Chắc ít nói à? Ít nói, đúng vậy, vậy. Ưu điểm ít nói. Được rồi, em biết lắng nghe. Thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thời gian lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật. Yêu động vật nữa, yêu nhất con chó. Yêu con chó. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? À, em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh, từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. À, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Hết bạn Linh ơi, có sự cố gì không mà mời hai lần được chưa thấy xuất hiện. Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi, để em làm lại lần nữa, đừng nói này em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như giữ đám cưới em. Em tên gì? Dạ em tên Huyền ạ. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ em đang học bên trường Arena Multimedia. À. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. Vừa 21, 26. Bà bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Có bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nó lớn lớn tí như nhà bên này nghe không rõ lắng nghe lắm. Nó như nhỏ, thư sinh mà. Không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ, giống giọng của bạn không? Cũng giống giống vậy. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Ừ. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần. Hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game. Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình. Mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi, bên đó sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu bản thân mình trước đi. Sở thích của em, cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa. Chưa bao giờ em được đi phượt cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đi. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn, có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được. Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tại mai lên trên đây nó hơi rung. Hơi rung hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ... sợ ma. Sợ ma. Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi. Hả? Thường á, sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi là vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy ai. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em là chính thức thì hai lần rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Dạ. Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng này là ở không nha anh Linh. Rồi, dạ. Nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai,
Bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Một năm. Một năm. Mối tình sau cũng một năm luôn. Khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đó đã quen rồi còn gì sao mà nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồ quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi anh đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cái đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn. Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em cũng biết sợ gì rồi kiếm đại cái rồi có để cho sợ. Trời đất ơi. Cái chuyện làm sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn bạn trai đó thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao. Cao, quá cao. Tiếp em. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Trời, xin lỗi bên đây, nhìn đẹp dễ sợ luôn. Chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. À, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nhanh lên nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người gái giản dị hơn, đơn giản hơn. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia, trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường xíu thì rất là bắt buộc rồi. À, là trong cuộc sống hàng ngày đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để ví dụ nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu. Nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Ở bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua. Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Rồi không thích gì nữa? Tạm thời cái gì đó. Rồi bây giờ bạn cảm nhận bạn gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào? Thấy bên bởi một mẫu người rất là năng động, cũng hoạt bát. Rồi bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra còn cái nào mà em không thích, em tối kỵ mà em thấy nếu mà bạn trai em vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không? Bên đây gọn gàng đẹp trai. Không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi bạn nên nói chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn thì bạn ít nói quá. Chắc ít nói à. Ít nói. Đúng rồi, ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật. Yêu động vật nữa. Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy. Sao trời, vậy không yêu nhau hả? À, Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi, hợp tới rồi. Thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Được rồi, ơi. Rồi, gặp đi. Rồi, xin mời hai người đây. Quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên đây nói nhỏ là mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quay. Mập mập. Ha. Nói chung là
dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi, em cũng muốn cảm nhận về chàng trai của bên anh đâu? Anh Linh. Hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập. Nó là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh bị đặt chê bên này. Tôi coi xong rồi tôi chê lại, đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi, đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. em định nói đó. Nóng lòng lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung á là nhìn vô đó rất là hư sinh, có vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to. Mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng, ngoại hình, gương mặt rất là được chưa? Bây giờ họ sẽ gặp nhau chứ. Chuẩn bị, bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước rèm, kéo lên. Kéo lên. 2, 3. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em, trời ơi, ít nói thì nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi, có bạn bè đi chung không? Có thì có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại giờ không. Nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng bận đột xuất nên phải về. Tự nhiên nói bạn chứ, nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói hả? Ít quá chứ có vẻ gì nữa, thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học cái đó mà nói chung là... Vậy như mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi! Đủ lan rồi kìa, đủ lan rồi kìa. Kịp rồi. Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À, không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi, quá dữ. Nói đi, trời ơi. Còn 30 giây nữa hết giờ rồi, lẻ lắm. Hết thời gian. Trời ơi, à, cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Thời bây giờ sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 Bắt đầu. Cái gì màu hồng đã hiện lên. Mời bạn, nhìn cái gì nữa. Mời chậm quá ta. Trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Rồi sao rung dữ vậy? Con này cái tay nè. Đó. Ờ, em, cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, là bữa nay chờ đợi cái lúc anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu rồi. Sao? Trời ơi, cảm nhận thế nào? Cảm anh nhận. Nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu rồi. Hơi lâu mới hết hiền đó. Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Đỡ. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai mình trước khi nắm tay, có gì mình có món quà nhỏ hay gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Như vậy với một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn, các bạn đã có thể đồng cảm với nhau. Hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau. Và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Chính chắn mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con. Nên là tương lai vậy khi đó. Mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nên con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng. Nghe lời chú đi, mà, chú tính con chỉ cần về mà là phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng con hỏi thử mất lớp tiền có đi sửa không? Mà đúng một tiền là từ bé đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi.
Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này á, nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi, còn giờ thầy giáo bước tay nắm tay cô gái đi. Mà nói rằng á, là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? À, anh quên khi nãy em còn vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì em năm nay 30 tuổi nè, sinh năm 91. Nhớ tên gì là không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Còn Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ Hà Tuấn ạ. Trời ơi, hồi hộp quá. Hỏi đi. Không bao lâu thì bây giờ vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau. Mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc em có biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo. Mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ em làm ở bệnh viện 175 đó chị. À, bệnh 175. Dạ. Bên xét nghiệm hả? Dạ. Thảo làm ở một viện 175 hả? Dạ. Lại Gò Vấp á hả? Dạ. Nhà Thảo thì ở đâu? Dạ nhà em ở đây luôn ạ, ở Gò Vấp luôn ạ. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Vậy cũng tiện quá, đi làm rất là. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Dạ. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cô. Dạ, thì điểm mạnh của xin lỗi ạ, xưng em hay xưng con? Xưng thế nào cũng được, nhưng mà bạn kia xưng con đúng không? Thôi Thảo xưng con luôn đi. Dạ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Dạ thì đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm, sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát, nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó khi nói trước đám đông hoặc là phát biểu ý kiến của mình. Với con sống hơi hướng nội. Sống hướng nội. Dạ. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu là dạ, là gì? Thế nói chút về cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ và đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn chịu về khó, chịu khổ. Dạ chịu khó rất chịu khổ. Trung tình vô đây đủ rồi đó. Vâng. Thấy khỏe rồi đó. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được. Còn đang lưỡng lự và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Yeah. Mà mỗi qua tới rồi đó. Ta chào cưng. Dạ. Trời ơi, nhìn cái vỗ quà cưng quá ha. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nè. Mình mấy mối tình rồi nè. Dạ, nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên đó là mối tình thời học sinh thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Nhưng mà do là khi đó là cháu cũng với cô ấy chỉ cũng chênh nhau 1 tuổi nên là cái khoảng cách mà đi học xa, cháu thì học ở Quy Nhơn còn bạn thì học trong Sài Gòn, nên là qua thời gian nhiều lúc cũng có cái sự yêu xa nên là càng ngày càng xa nhau, nó khác quan điểm một chút nên là xa nhau. Rồi. Còn các mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là hồi đó cháu đang ở nhà, khi mà cháu ra trường cháu đang tạm thời ở nhà thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho đẩy thuyền cho đấy ạ. Nên là nhưng mà các mối tình ấy đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk nên mà cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì nói chung là cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ. Nói chung là tới 4 mối tình rồi đúng không? Có 4 mối tình ạ. Giờ làm gì để phá cái 4 mối tình đó? Dạ đúng rồi, hôm nay cháu lên chương trình cũng mong muốn là phá vỡ cái lời nguyền ạ. Lời nguyền gì? Lời nguyền đó là có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì sau một thời gian các bạn nữ đó đều thời gian 1-2 năm gần đây các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, vâng, đúng dạ. không? Dạ. Phải cưới sớm chứ không dạ, là đúng rồi. Cô đi cưới người khác đó. Dạ. Thôi, để đi. Rồi, bây giờ để tôi hỏi bên tôi nha. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu, mong manh. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Dạ thì khác thuộc với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Chưa có hả? Dạ chưa có.
Không, không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Nhưng mà cũng do là ít liên lạc, với lại anh ấy cũng mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ. Cho nên là sau này tụi con cũng ít liên lạc dần, rồi sau đó cũng không có. Lâu chưa con? Lâu chưa? Dạ cách đây cũng 6 năm. 6 năm rồi. Là bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì người yêu lý tưởng của con đó là có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vừa phải, bây giờ có ổn định ở nhân cách được không? Ồ, nhân cách là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, ngay phà cắt lái, chuẩn bị xe cầu qua tới nơi rồi. Yeah. Đi đường cao tốc, chạy chút xíu tới. Nhân cách bây giờ phát triển quá. Trời ơi, nhân cách giờ đất mắt lắm. Nhà cô nghe Long Hải á, là nhân cách lên. Ủa? Chút xíu nữa. Làm gì ra đâu Long Hải xa vậy. À. Không biết địa lý gì chứ. Không thì bây giờ đang hỏi nè, từ Nhân Trạch mà lên Long Hải xa. Xa đúng không? Tiếng hồ đó. Vậy đó mà cô thấy vẫn là còn gần. Hiểu ý cô không? Có nghĩa là thích lắm, ở thành phố biển nói chung là rất là thích, mà bây giờ cái Nhân Trạch nó giữa nữa đúng không? Chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè, là sát bên sân bay luôn đó. Đi nước ngoài khỏi cần đi xe, đi bộ cũng tới. Đúng không? Đừng có lo nha. Đó không lo nha con, không có lo. Rồi. Bây giờ thì coi cứ là bên đó đó, đó mẫu đúng hình rồi. Lý tưởng mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, về mẫu người lý tưởng thì cháu không có một cái mẫu hình mẫu nào lý tưởng cụ thể cả. Thì cháu cũng chỉ thích một bạn nữ là cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi, có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. Về ngoại hình thì cũng bây giờ cháu cũng lớn tuổi, cháu cũng không phải là yêu cầu quá đẹp, nói chung là được là được rồi. Chứ bên đây quá được luôn. Dạ vâng. À, kinh nghiệm chú bên đây quá được luôn. Quá đẹp luôn á thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại, anh em bạn bè một cách chú đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau nó cũng giống như một cái tấm gương vậy. Mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Thành ra cái này cũng đơn giản, không có khó đâu ha. Thôi hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. À chị ruột hả? Dạ. Chị ruột hả? Ngồi có mình con Nghiệp thấy sao? Để đừng nói đến chợ sao em bé đơn độc. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh. Xin chào nhà trai. Thì em là Hà và em là em chị ruột của bé Thảo. Thì nói chung là bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Và em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định. Và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Mà chị thấy em rể tương lai làm sao? Tương lai thì không ai nói trước được ạ. Nhưng mà nói chung là mình em đã nói với lại hai em là mình nên cho nhau một cơ hội. Nhưng mà cảm nhận đó. Dạ. Mình cảm nhận cậu này tính tình sao, có hợp với em gái mình hay không? Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Hai bên đều hướng nội. Dạ đúng rồi, hai bên đều hướng nội. Dạ. Rồi, vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Đó, ông Mai và mối đều hướng nội hướng ngoại. Dạ, chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp. Rồi, mời anh trai. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và tất cả mọi người. Hôm nay đến đây với Tuấn là gồm có anh họ và đồng nghiệp. Em là đồng nghiệp của Tuấn. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc, tại vì là Tuấn cũng đã tới tuổi để kết hôn rồi. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ và rất là nhiệt tình với học trò, làm việc năng nổ, là một người con rất là hiếu thảo, tại vì là đồng lương
của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Và Tuấn có một ưu điểm cũng như là nhược điểm của Tuấn là khá là thẳng thắn. Nhiều lúc thẳng thắn quá mà Tuấn cũng không được lòng những người khác. Mình thấy bạn nữ bên này á, là rất là xinh và có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Chúc hai bạn có một cái kết quả như mong muốn ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Ông mối khoan để cho tôi hỏi cô gái bên đây một câu nữa thôi. Là con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Ừ, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con không yêu cầu nhiều, chỉ cần cân đối vừa phải. Dạ. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Yên tâm, cái đó là cái không quen chừng nào khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Rồi, mở rào. Đàn ông ngay cả khi có vợ cũng vẫn đi thả thính đó con à. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Mình nhận đồ trước đi rồi mình tặng sau con. Dạ. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây thì tuy đa phần là nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Mong em nhận ạ. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Dạ. Đây. Rồi mình để trái cây đây con. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ravat. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì trong một lần trong cuộc đời thì ai cũng hát một cái cà ravat. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, cũng như là có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em, cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Em có thể thắt cho anh được không ạ? Ừ, đó, thắt luôn. Thì thật ra anh cũng không biết thắt cà vạt. Dạ thôi, cái này em hẹn anh bữa sau nhé. Ok. Em lấy ra mà ướm thử có hợp không? Thắt thì chắc không ai biết thắt rồi. Rất là đẹp. Dạ đây ạ. Em nghĩ là rất là hợp ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Hợp không? Ướm vô áo coi. Ướm rồi. Đúng rồi ạ. Thảo đẹp. Không biết thắt ta hả? Ướm ai ướm vậy? Dạ, về mở ra ta ướm luôn. Cô cũng biết thắt luôn. Cà vạt cũng khó thắt lắm. Rồi. Thôi, em gái biết thắt không? Dạ, về học. Rồi đưa em gái thắt đeo vô. Về học. Về em học. À, về em học. Về em học. Rồi để đây đi em. Từ đây về ghế ngồi đi. Yeah. Rồi các bạn trao đổi với nhau đi. Ngồi nhìn đối diện với nhau. Cảm nhận về nhau. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Mà anh á, anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Với lại khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ, ở trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm bệnh viện gần nhà luôn anh. Dạ. Em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Bây giờ thì không qua tìm hiểu thì em cũng thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo dân Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ. Sạch đúng không? Nhà chồng sạch đúng không? Vâng. Đúng rồi. Dạ, anh cho em hỏi là có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Nhân Trạch.
Sài Gòn là tầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. Cũng rất là gần. Anh chỉ cần đi qua Phà Cắt Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Dạ. Khi này em nói em ở Gò Vấp đúng không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ, nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần? Thì em thấy rồi. Xa lắm, khoảng cách địa lý nó một tuần xa. Thì cái công việc của anh thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè thì yeah. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập, thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được, nói chung tuần nào cũng có thể gặp được, thì anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do rồi. Bây giờ mình nghĩ tương lai xa hơn, nếu chúng ta tìm hiểu nhau, yêu nhau đủ lớn, chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu và chúng ta ở đâu? Dạ đúng rồi, em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm, anh cũng tham vọng về kinh tế lắm, nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi anh về quê, thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi, nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh cái sở trường của anh là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa, không biết là em có thích động vật không? Thì em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Yeah. Là anh nuôi con gì cũng được á, bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nên là nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được chứ nuôi vợ khó lắm á. Đưa vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được ạ. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ cũng chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Cụ thể là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi, một lần thôi. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn, thì người ta cũng sinh sống làm việc ở trong này, thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em không, em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Không, bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á, thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là bây giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng như là bây giờ ranh giới giữa Nhân Trạch, Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái Phà Cắt Lái, thì chẳng như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ, yeah, giờ con đang ở nhà với ba mẹ. À, yeah. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con. À, con có xin... ba chị nữa, nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng. Rồi. Ở riêng. Ở rể được không, thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác, ví dụ như là dạy ở Sài Gòn chẳng hạn, dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Anh giáo dạy môn gì? Dạ cái này môn lịch sử ạ. Lịch sử ha. Dạ. Em nghĩ môn đấy cũng dễ xin việc. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi, mà do anh có một cái anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. 2-3 năm nữa? Dạ, chứ khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm. Đặc biệt là ở khu vực Vĩnh Thanh là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc miếng nào chưa? Dạ chưa. Vậy sao nói 2-3 năm nữa có được? Nhưng mà 2-3 năm nữa chắc chắn là có.
Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi, rồi 20 năm nữa người ta có người ta chuyển qua riêng, tính vậy cũng được mà. Ừ, được không? Riêng đã. Cái vụ này là phải nghe chú Linh đi, ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Tính rất hay luôn. Được không? Thí dụ vợ rể được không? Về đây xin vậy cây được cây mà. Được. Ở Sài Gòn cũng về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè, bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì giờ đề xuất giờ thôi. Mà chốt sale như này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm là có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó phụ lo với ông bà, xong rồi bán trái cây, thấy không? Xong rồi dạy thêm gì dạy đó. Ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể lại ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa vài năm sau có đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng cái ạ. Đó là chú nói thiệt đó nha. Vâng. Tức là vậy nè, chú Linh nó không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt đó. Một cái plan đó để dạ. Mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu đúng không? Rồi. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là đó, ok 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 đã bấm nút đâu mà ok thì, hiểu không? Quan điểm của con là khi mà lên chương trình này là rất là chính chắn mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi chứ con không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con nên là tương lai vậy khi đó. Mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng ạ. Dạ, nghe là chú đi mà, chú tính con vậy. Chỉ cần về mà phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi như vâng, mọi thứ không. Là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi. À, thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng. Thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng con hỏi thử má lớp tiền có đi sửa không? Mà đúng đồng tiền là từ bé đó. Đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có. Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này á, nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi, còn giờ nữa giáo mà... bước tới nắm tay cô gái đi. Mà nói rằng á, là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? À, anh quên khi nãy em còn vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì em năm nay 30 tuổi à, sinh năm 91. Nhớ tên vậy gì là không? Bằng tuổi nhau. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Nhớ tên. Thảo ạ, à, tên Thảo ạ. À. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ là Tuấn à. Trời này hồi hộp quá. Thầy giáo hỏi đi. Không bao lâu thì bây giờ vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc em có biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. À. Em có nghe câu này không? Dạ, đó nên giờ cái câu này nó nặng này đặt nặng lên đầu anh lắm. Nên là với lại bố mẹ gia đình anh cũng cũng mong có con dâu lắm rồi. Nên là khi nãy cũng nói rồi bây giờ thì dù là mình có một chút khó khăn về mặt địa lý với công việc ấy thì bây giờ chúng ta cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Chứ còn chưa phải nhất thiết là chúng ta phải lấy đến với nhau. Thì khi mà cảm giác chúng ta đủ có thể vượt qua những cái khó khăn về cơ bản như vậy thì chúng ta có thể đến với nhau. Thì anh cũng thích là trong năm nay, nghe bảo trong năm nay mà cưới thì rất là đẹp này. Mà theo em trong năm nay có được không? Nếu mà chúng ta phát triển mối quan hệ này. Dạ được, em nghĩ là được. Em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. Ừ, người ta nói là đêm ngày chớ để lâu ngày lắm kẻ giàn pha đúng không? Vì bạn quá xinh đẹp.
hát bài thẳng đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi, đó là bài Phải Chăng Anh Đã Yêu của Yuki San, nhưng mà anh chế lời em, chế lời cho phù hợp với anh á. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay tôi luôn thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, khuất xa mơ anh lên ngàn giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Không ai em cũng thông cảm nha. Dạ không ạ. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ, tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Nhưng mà em xin hát 4 câu rồi ạ, tại vì hát dài quá không phù. Baby take my hand, I want you to be my husband. Cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi cái câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi em muốn anh làm chồng của em. Bởi vì anh chính là Iron Man của em mà. Và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần luôn đó. Lãng mạn ghê chưa? Rồi trở về ghế ngồi các bạn. Chúng ta đã có một câu chuyện cũng khá dài. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình. Mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút để cho nhau cơ hội. Còn nếu cảm giác đây không phải thì mình đừng bấm, nhường nút bấm cho người khác. Phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Bấm tay nhau nào, đó. Xin phép chị hôm nay tại gia đình. Dạ, đầu tiên là xin phép, đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho hai cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Trời ơi, đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Bây giờ sẽ là những món quà dành cho các bạn. Đúng rồi. Quà cáp đâu hết rồi. Hỏi bé Thảo thích màu gì? Đây. Dạ, thích màu hồng. Màu hồng đó. Rồi, chở bạn về Nhân Trạch cho bạn biết nha. Vâng. Đây là thẻ diamond của hệ thống Finet. Và yoga. Để cái tay. Thì còn nhiều quà lắm. Cầm sợi dây nè. Đó, giữ nha. Móc sợi dây vô. Đây, đây là một bộ son môi Yurika, 5 màu son lì rất là đẹp nha. Và khi mà hai đứa có tin vui á thì nhãn hàng thép VinaQA sẽ tặng hai đứa một món quà trị giá là 20 triệu đồng nhé. Đây. Thép đang lên giá. Cầm đi. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Đây, giữ lấy món quà của bạn gái tặng. Của con nhiều lắm, thành ra là để cho bạn kia cầm. Con. Đây. Con cầm ha. Đây là con cầm. Con cầm đi. Rồi, mời các bạn. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn cô chú. Đây đây, đi thẳng xuống. Đây này, tôi đang đây. Quý vị vừa theo dõi cặp đôi đầu tiên, họ là sau khi trao đổi thì họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Có lẽ hai người cũng khá hợp và hy vọng rằng hai người sẽ chăm sóc mối tình đó và sẽ đâm hoa chồi kết trái, và lúc đó sẽ thông báo chúng tôi bằng cái tin vui, bằng cái thiệp mời.